cho cây mẹ nào bằng mang thương đâu đây, hỡi người bỏ ta trong mưa bay. Phương trời mình đi xa thêm xa, nghe vàng mùa thu sau lưng ta. Anh ơi, thu thiết tha. Ôi người vì ta qua phong ba, có còn gì sâu trong tâm tư mẫn lệ mờ hoen giữa xưa. Cảm ơn một ca khúc rất là nhẹ nhàng và sâu lắng đến từ giọng ca của Cara khi hóa thân thành nữ ca sĩ Lệ Quyên. Chào Khánh. Dạ, em chào chị Quyên. Dạ. À, trước khi Khánh muốn hỏi gì thì Khánh có thể giúp chị đỡ cái này được không, chị nặng quá. Chị Quyên bị mỏi cổ. Dạ, chị Quyên ráng đứng thẳng cho mình nghe nhận xét của ban giám khảo. Em xin phép mời giám khảo Mỹ Linh ạ. Tuần trước nhất, lúc mà dạ, gạt cái cần gạt á mà dạ, về Lệ Quyên là chị
hơi có chút lo cho em. Dạ. Thế nhưng mà không ngờ là hôm nay em lại thể hiện rất là tốt. Dạ vâng. Về nhân dáng cũng giống, rồi cách cái uốn éo cái mồm lúc hát cũng giống. Con mắt nữa chị. Đó, nói chung là rất là giống nhá. Chỉ có là nếu mà soi kỹ ra ấy, là chị Quyên á, khi mà hát thì cái rung tự nhiên của chị là rất là nhanh. Anh ơi, đó bao giờ. Anh ơi. Những cái rung nó rất là khó luôn ạ. Đó thì là em đã không rung một chút nào cả. Dạ. Mà em ngưng luôn. Và mãi đến lúc kết thúc ấy thì em mới rung được một tí, thì cũng rung nhanh. Nói chung là cũng rất là lấp liếm nữa phải không? Nhưng mà chị thấy em thực sự đã gây ngạc nhiên cho chị. Bởi vì là chị không nghĩ rằng em có thể hóa thân thành chị Lệ Quyên khá như thế đâu. Dạ, thế vâng. Nên chị xin chúc mừng em. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh rất nhiều ạ. Vâng, và bây giờ xin mời giám khảo Kim Sung. Ở cô Lệ Quyên, cái đôi mắt của cổ hay nhấp nháy á. Dạ. Và cái nhắm mắt hầu như rất là ít khi mở ra, và cổ đắm chìm ở trong cái dòng nhạc của cổ. Và cái thứ hai là cái sự chúm chím của cái đôi môi. Không biết nhận xét này thì nó có hơi nặng đối với con không, nhưng mà cô cảm giác là cái khoảng cách giữa con với nhân vật á, nó còn xa lắm. Dạ. Mong là nếu con có vào vòng sau thì những điều này con sẽ làm tốt hơn nữa. Ha Phương ha. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Cảm ơn giám khảo Kim Xuân rất là nhiều ạ. Còn bây giờ sẽ là những lời chia sẻ đến từ giám khảo Đại Nghĩa. Anh cũng có hai cái sự đồng cảm với lại hai vị giám khảo ở đây. Về giọng hát thì đúng là em thiếu đi những cái đặc trưng trong cái giọng của Lệ Quyên. Nhưng mà được một cái là em ra được cái âm sắc của Lệ Quyên khi mà hát, cái âm thanh nó vòm á chị. Mà cái đó thì cũng là khó, cũng chứ không phải là ai cũng làm được đâu. Yeah. Còn về cái nhân dáng, cái mắt Lệ Quyên á gần như là cái mắt lá râm á, cong như cái dấu ngã vậy nè. Thì cái đôi mắt cái nhìn nó liêu trai lắm. Thì chỉ cần mình gắn một cái cặp lông mi mà nó có cái độ cong đó và nó dày hơn, nó dài hơn, thì chỉ cần mình ra mình hơi nheo nheo mắt như thế này thôi là đã nhìn ra được cái đôi mắt của Lệ Quyên. Yeah. Và một điều nữa, cái bước đi của cô ta nó uyển chuyển, nó mềm mại, và cái vòng ba của cô ta đánh rất là nhẹ nhàng và rất là điêu luyện uyển chuyển đi như thế này. Và ngay cả khi cô ấy đứng một chỗ cô ấy hát thì cái phần hông của cô ấy nó cũng thường xuyên nó chuyển động đó, thì nó ra ngay một cái sự điệu đà nhưng vô cùng sang trọng của Lệ Quyên. Thì vừa rồi em thiếu những cái động tác của em khi mà trình diễn nó vẫn rất là nhạc trẻ. Nhưng mà nhìn chung với Cara cũng lại là một bất ngờ nữa. Bởi vì thật ra trong đầu anh không bao giờ nghĩ được là Cara có thể hát được những bài hát như thế này đâu. Và thật sự ngày hôm nay em cũng làm rất là tốt cái phần trình diễn của mình. Cảm ơn em. Cảm ơn ạ. Cảm ơn những lời nhận xét đến từ ba vị ban giám khảo. Và một lần nữa xin chúc mừng Cara Phương. Cảm ơn mọi người ạ.